Ok, hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với channel của mình. Mình là nhóc MT, rồi ok, thì hôm nay mình sẽ đánh cái thử thách mà các bạn đề ra cho mình rất chi là nhiều rồi, ok. JPKA, đấy. Mà đã thế quân hội lại xin thì cũng không được, nên là xin được thợ mỏ nên mình cũng không thả ra. Bây giờ mình thả con này ra mà gặp đàn rồng thì thôi thôi, biện ba lon nữa thì thôi, mình xác định luôn, mình xin 2 trận. Nên là mình xin hai ấy, mình làm 2 trận luôn. Đây, 8 con. Ok, dũng cảm, mình toàn PK. Thấy tên anh đẹp. Bạn ơi, giờ mình đánh kiếm cúp lên ăn ít bạn thông thông farm. Ok. Rồi ok, anh đang quay. Anh đang quay chạy PK cả nè. Rồi, ok thì đi đánh đã. Mình còn trận quáp nữa, mình còn chưa đánh nữa. Ok. Thì mình sẽ săn săn nhà nào mà nhà hội không có hội thì ngon nha. Ai ra vừa nói phát. Ấy dạ, nhưng mà nhà này hơi chi là thấp kém. Quá chi yếu kém. Nhưng mà yếu kém như này cũng quẩy bình thường có gì, nên thôi sẽ đi nhà khác. Rồi anh em đợi xíu nha, nhất thua vì anh em luôn đúng không, không sợ gì hết, thua cũng được, mình không hận hà gì hết luôn. Ơ nhà này cũng được đấy chứ nhà anh em nhỉ. Đây mình xem quân hội nó là gì cái nào. À, thợ mỏ à, thợ mỏ rồi, ra gặp PEKKA của anh là các chú đai con nhà bà Lai hết nhá. Ôi giời, tôi chết rồi, chưa kịp ấn kinh rồi, anh em thông cảm với mình nhá. Mãi mãi quá, con kinh của mình nó còn, ôi trời ơi, con PEKKA kia nó lại đi tách riêng biệt thế kia. Thôi được, chú oánh riêng biệt ra cũng được, không sao cả, quẩy hết mấy cái bình dầu đấy cho anh ấy. Ây à, 4 cái khẩu đại bác này. Ôi trời, ấy à, một dàn ca lông này. Rồi mình sẽ lém bình tốc vào đây để cho mấy cái con này nó đuổi kịp 2 con kia. Đấy, anh em thấy không? Quá kinh điển luôn. Ok, kìa, lém bình hồi mà. Ui rồi, thôi chết rồi. Phí phạm văn đồng quá anh em ơi. Không hồi máu lên tí nào à, quá chi phí phạm văn đồng. Con này liệu có sống được không? Rồi ăn được bình dầu đen thôi, chú ra đi vậy. Rồi em đã ra đi và tìm đường cứu nước. Rồi trận này chắc có khi đai rồi anh em ơi, không thắng được rồi. À, ăn một sao là chuyện bình thường ấy chứ nhờ, giờ còn bốn. Ôi giời, mấy cái con này oánh kiểu gì đây, các chú oánh thế này thì chết anh rồi. Ok, tí nữa trận này không biết là đã lỗi được một sao không. Ok, zoom to rồi, 2 người đang xem rồi, chay PK của mình đấy. À, cố một sao đi, cố một sao đi, cố một sao đi, cố một sao đi, 46% rồi, chắc có khi không ăn được nổi 2 một sao. Khá chi là vui rồi, ok, chắc chắn là không ăn nổi một sao rồi, thì mình sẽ cho nó vào đây để quẩy lốt cái bình dầu này, gỡ lại 1 sao, không thì đai con nhà bà Lai luôn. Liệu được ăn được 1 sao không? Không anh em cười chê chết rồi. Ok, ôi ô kìa, không ăn được nổi 1 sao á. Kìa anh em đánh kiểu gì đấy. Rồi ơi, quá buồn anh em ơi, thật sự thất vọng. Ơi, anh vừa đánh mà thua rồi. À,
À, chắc mai anh không dám đăng mất, chắc mai anh không dám đăng mất. Ok. Một trận không phải gà mà đại đại gà của mình. Ok. Trận thứ hai luôn. Bây giờ cái thử thách này mình cảm thấy buồn cười quá anh em ạ. Ok, cơ bản là cái nhà đấy mình đánh cái nhà đấy cũng hơi khỏe ạ. Kể ra mà đánh cái nhà yếu yếu hơn thì cũng cũng được đấy, quên không xin mất quân hội rồi, để còn gỡ gạc lại được một sao không như kiểu đấy thì đai luôn đấy. Rồi, quay ra cho bảo anh em đôn luôn nào. Anh em đôn hộ mình cái gì cũng được. Anh cứ đăng đi. Alo. Ai có ném đá không? Rồi ai thả hộ quân anh cái anh cho anh đi đánh luôn cái. Em không viết được đâu. À, hộ anh đi. Duy Hòa. À, ghé thăm là xem có quân củng gì không nào. Cho anh mấy con visa và vài kỳ cũng được. Và video sau thì anh sẽ đánh chay diễn được em. Rồi ok. Ui rồi. Rồi, ván này là 9 con BK. Trận này hay rồi. Ok anh em mình, anh em xem đừng chửi mình gà nhá. Trận đấy công nhận gà thật đấy. Cả ra ném hai bình tốc, à, vác cái bình tốc đi là ok đấy nhá nhỉ. Vác cái bình tốc đi mà thả mình lúc kia mình ăn tham quá. Nhân không ném cái bàn thợ mỏ kia vào cái đoạn nào đấy là cũng không sợ. Nhưng mà ăn ô chết rồi. Mới mang được một bình dầu thôi. Ok anh em đợi xíu. Mình sẽ mang bình tốc đi xem nào. Mình cảm thấy hồi máu nó không được ngon cho nó vẻ lắm. Ok. Đi luôn. Anh em nào có cái thử thách nào thì cứ đề ra cho mình nhá. Golem à? Được, video sau mình sẽ đánh chay Golem và đánh chay Viking. Golem thì nói thật là mình mình cảm thấy quá khó nhai cái con Golem ấy, con Golem đấy. Con Golem đấy thì mình cảm thấy không biết đánh nó kiểu gì luôn. Ok, quẩy nhà này cũng được, không có không thành vấn đề cái gì cả. Nhà nào cũng quẩy bình thường. Đã thế lém hết PKA xuống. À, ôi, quy ra giỏi ơi, chết mình rồi. Lém bình ấy xuống đây, cho bình tốc vào đây. Giỏi ơi, chết em nào chưa? Chết em quy ra nào, à, chết em PKA nào chưa, không biết nữa. Rồi, run quá anh em ạ. Người ta ra phát Visa 5 trời ơi sợ kinh hồn bạt vía. Rồi cái bình tốc thì có vẻ là khả ái hơn đấy, chém chiếc cụ thể nhiệt tình hơn, nhưng mà có vẻ là chết cũng nhanh thôi, 33% rồi. Thế này thì lại có vẻ lại đi ơi đánh thẳng vào nhà chủ đi em ơi. Ồ bà chú này thì lại sát con nhà bà Định rồi. Hình như một chú ra đi nữa chưa. 43% rồi kìa. Giời ơi, hai trận PKA ôi đi ra nhanh, đi ra nhanh. Ôi làm phát chắc tụt tụt xuống hạng vàng luôn mất.
À, mày vẫn giữ. Không biết ai mấy anh em nào đề ra cái thử thách chay PKA này không biết nữa. Để anh xin quân, mình xin quân đánh quân hội phát đã nhá. Rồi, chay Viking à? À, chay Golem đi. Bởi vì mình thấy nhiều anh em bảo chay Golem lắm. Golem này không không được thêm anh em ạ. Thế mang theo một hai con Guiza nhá. Rồi. 6 Golem và một Guiza. Em Golem chưa ra. Rồi ok mình xin ít ấy để warp lốt trận đã. Rồi, giờ thì chẳng biết làm cái gì nữa rồi, thua thì đánh cũng thua rồi. Quá gà luôn. Và cái thử thách không biết ai đề ra cái thử thách này cũng khoai phết đấy. Lại còn chay con Golem này chứ. Rồi. Chắc hà mình phải kiếm lên cúp lên rồi nhật ký tấn công hai trận đều thua rồi ok. Video hôm nay mình làm đến đây thôi. Hẹn tất cả các anh em vào những video lần sau nhá. Xin chào tất cả các bạn.